bà già lừa đảo vào nhà em nhá, bà già lừa đảo. Bà già lừa đảo vào nhà em nhá. Bà già lừa đảo vào nhanh 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 nhanh. Bà già lừa đảo vào nhanh, bóc phốt không. À bà ơi, bà làm gì ạ? Bà ơi. Bà lấy gì ạ? Kéo len với kéo khoác ạ. Áo len với áo khoác á, bà lấy loại nào? Loại nào dài tay ấy? Loại nào dài tay á? À, bà lấy loại nào cho ấy cho nhỉ? Bà ơi, bà lấy loại nào ạ? Bà ơi, bà cứ tìm đi nhá, để cháu tiếp chị này, chị khách quen của cháu. À, bà lấy cái gì? Một cái áo len, một cái áo khoác. Một áo len, một áo khoác hả bà? À đấy hả? Áo len, áo khoác chị lấy gì nhỉ? Chị lấy váy sáng nay chị bảo em đúng không? À, chị cứ lấy đi. À, đây này, váy này mặc đẹp này. Váy này mặc đẹp này. Mới à? Đúng rồi, hàng này mới, hàng này sáng nay chị nhắn tin cho em mà chị ra lấy đây. Chị mặc vừa. À, có cái váy chị bảo em phần chị. Vâng, đúng rồi. Váy chị bảo em phần chị. Chị có lấy luôn hả? Cái váy hồng thì em phần chị không? Bà ơi, bà cái váy đấy bà mặc vừa đấy bà. À, cái váy áo len đấy đẹp đấy bà. Áo len ở bên kia thì có bộ đen bà mặc vừa đấy. Đây đây, có cái đen đấy bà mặc vừa mà. Không, có áo đen cháu lấy cho. Cháu lấy đi. Không, cháu nhìn thấy bà là cháu chỉ có bán 20.000 thôi. Chị lấy cái váy hôm nọ chị đặt em đi. Con lấy đưa cho bà, không phải túi đâu. Thôi để cháu lấy túi cho bà. Cái để ấm lên. Bà chờ cho tí, nó còn mấy mẫu mặc đẹp lắm, còn mấy chục nghìn, bà chờ cho tí để cháu lấy cho bà. Thôi con cứ gói cho bà. Thôi bà 20.000 thì cháu tặng bà luôn bà. À thế ạ? Vâng, bà cứ đứng ở đây cháu tặng bà áo luôn. Cái gì nhỉ? Màu trắng không? Dạ? Màu trắng không có màu. Bà chờ một tí thôi, tiếp hết chuyện này nhá, xong rồi chào mấy bà. Chị vào đây. Đây này chị ơi, có mấy cái váy đẹp này chị. Bà lấy chai nước uống. Chị xem bà lấy chai nước. À mọi để xem bà lấy chai nước vào đi đâu nhá. Để xem bà lấy chai nước vào đi đâu nhá. Bà lấy chai nước vào đi đâu nhá. Để xem nhá, vì ở trong bao của bà. À, bà ơi, giờ đi vào đây, nhà cháu có nước mà. Nhà cháu có nước mà. Bà không uống được nước kìa. Đó. Bà không uống được nước kìa. Cháu chỉ có nước lọc thôi bà. Không, bà chỉ có nước lọc thôi. Chỉ có nước lọc thôi. À, không, đây là anh con nhà chủ nhà ạ. À? Lấy cái áo len đấy đi cả. Áo len bà lấy mỗi áo len thôi ạ. À? Vâng, áo len đi, áo khoác là màu sẫm của bà ấy. Màu sẫm của bà. Vâng. À, thế là áo len đấy là 20.000. Vâng. Đúng không? Vâng. Có cái áo đen này đẹp này bà này. Áo đen này cũng 30.000. Ê, áo này bà mặc tết thôi, đẹp luôn, nó mặc thử vào xem 30.000. Thế là con bảo con cho bà cái nào. Bà lấy thì cháu để tí cháu tính tiền cho. Xong rồi cháu sẽ cho bà tặng bà cái áo này nhá. Ừ. Áo này có giá 30.000 thôi. Ừ. 30.000 với cái áo len kia là 50.000 đúng không ạ? Ừ. Và thì cháu tính luôn cả cái trong bao bà lấy cho cháu nhá. À, cháu tính luôn cả cái trong bao bà vừa lấy bà vừa bỏ bao của cháu ra này. Ừ. À, là 30.000.
bao nhiêu ạ? Đây nhá, một váy hoa bà lấy của cháu cái này là 20.000 này. À, một áo dạ bà lấy của cháu cái này là 30.000 này. À, một cái quần bò bà lấy của cháu có giá là 40.000 này. Chỗ này của bà tất cả là 2 triệu, không biết tính hả? À, sao 2 triệu, con bảo có 20 một cái. 20 nhưng đây là chỗ này bà lấy của cháu bà cho ở trong cùng hả? Không, bà cầm bà bảo chọn ra. Không chọn ra, cháu biết bà rồi, bà vào bà toàn lừa bọn cháu thôi. Bọn cháu bán được bao nhiêu đâu mà bà lừa bọn cháu thế? Sao con bảo là 20? 20 là bà lấy cái áo len để cháu xem là bà có lấy đồ của cháu thôi không? Lấy lốt cho bà cái. Cháu không bán được. Bà ơi, bà già rồi, bà đừng đi lừa bọn cháu bán quần áo như thế nhá. Đây là bà già, cháu không muốn chửi bà đâu. Chứ còn trẻ mà bà thì cháu còn lừa đảo là cháu đánh luôn ấy. Đấy là bà. Bà lại lấy của cháu một đống và cho vào trong bao gì ra. Bà quá nổi tiếng trên mạng rồi. Hello. À, xin chào cả nhà nhé. Hiện tại thì vừa mới live stream xong nhưng mà nhìn thấy bà rất quen nên phải tiếp bà ngay, toàn khách VIP thôi. 20.000, 30.000 là đấy là bà ấy hay đi lừa đảo, bà ấy chuyên đi lấy trộm đồ bà cho vào cái bao ấy. À, cảm ơn các bạn đã chia sẻ nhá. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ nhá. Đây, bà ấy lấy của em là một cái áo này, một cái quần bò và một cái váy hoa. Bà ơi, cháu lừa bà ấy để bà ấy cố tình bà ấy lấy thêm nhiều. 20.000 Các bạn ơi, buồn cười quá tôi. Nhiều người chia sẻ rồi nên cháu mới bảo chị này là chị khách quen để quay vào đây cho bà ấy lấy đồ để xem bà ấy lấy những cái gì. Ba bảo là thôi bà tính hết rồi, không bán cho. Tự nhiên bà vào rồi, ôi. Tự nhiên bà vào, mong bà bao nhiêu ngày bà mới vào. Bảo bà bán với cái áo len 20.000 bà ấy sướng quá. Ôi trời ơi, chết cả cười mất rồi. Tôi buồn cười quá các ông ạ. Một tí nữa thì tôi cười. Mình vẫn phải canh khách chứ, có khách nào khách, nói chung là khách vào cửa hàng thì toàn khách quen thôi hoặc là ở đây thôi chứ không bao giờ người ta lấy cả. Nhưng mà riêng bà này thì bà ấy nổi tiếng ở trên Facebook quá nhiều rồi. Mình nhìn thấy bà ấy vào mình đã giật mình rồi. Đó. Ơ chị không thấy bà ấy che cái lón không? Lúc chị em mình quay vào gương bà ấy cho vào nè. Bà ấy ra và lấy chai nước bà ấy uống. Ôi trời ơi. Bà đi làm sao được, bà đạp xe làm sao mà nhanh mà nhanh chạy được. Ôi trời ơi, buồn cười quá. Đến hẳn Tân Mai lừa anh ơi, cẩn thận xem có ra chỗ nhà anh để lừa không đấy. Ôi buồn cười quá, đang mệt mà tự nhiên cười rụng cả mồm luôn ấy, để em sạc pin cho mày chém tiếp. Bảo mình bán cho vài cái áo len 20.000. Áo em đang mặc 150.000 chị ơi. Cười, ôi giời, hở hết hàng ngực ra rồi. Bà ơi, bà suốt từ đây bà đứng ra. Cười nhiều bung từ cúc áo rồi. Chờ tí để cài vào đã nhá. Cái bà đấy bà hay lừa trên mạng. Bác chủ nhà trong nhà tiền 20.000 để ra mua tiếp. Không, ông bà mà thấy em nhầm giá là ông bà ra bảo ngay đấy. Trộm vía ở đây được ông bà chị ạ. Ôi dồi ôi, bung cả cốc áo ra rồi, cười. 150.000 nhá chị Giang Mai nha, em để cho chị. Nhưng bây giờ bưu điện Mai gửi nhá, Mai gửi bưu điện nhá. 150.000 áo em đang mặc nhá. Bây giờ mọi người ơi, vào chém gió đấy, không bán hàng nữa. Lại live stream mấy trăm người xem mệt lắm rồi. Không chốt được đơn nữa rồi, chốt cho chị Giang Mai cái cuối cùng nhá. Chốt cho chị Giang Mai cái cuối cùng này, còn nhiều hàng lắm, Mai like. Bây giờ chỉ buôn dưa lê thôi. Đúng rồi, bà già cái nguyên tắc của My là không chửi người già. Còn nếu như hôm nay mà trẻ trẻ là ăn đòn luôn rồi đấy. Nguyên tắc của mình là không chửi người già, ok. À đi về. Đừng cười. Vâng, chị về nhá. Mai chị ơi, bây giờ em bọc đơn nó bừa bộn lắm. Mai em gọn là xong rồi sáng, mai chưa mai chị ra nhé. Em cảm ơn chị. Chị ơi, áo em đang mặc hết rồi. Có chị Giang Mai lấy rồi. Áo My đang mặc 150.000 hết rồi. Thôi thôi thôi, để đi thay áo khác. Không bán hàng ở đâu nhá.
xóa đâu, à, chị không xóa đâu em ơi. Em không còn cái nào, còn mỗi cái này thôi. Bà ý là bà ấy hay lừa, ở trên mạng bà cầm cái bao như này này vào này. Để xong bà ấy che cái lón ấy. Để cháu nhìn thấy bà ấy vào là cháu biết rồi. Bởi vì trên mạng nó chia sẻ nhiều lắm. Thế là đến lúc cháu bảo bà cứ vào đi mà lấy đi mà lấy đi. Ôi trời ơi, buồn cười quá. Ôi trời ơi, bà ấy lấy lại cho vào túi và cháu buồn cười quá đi mất. Cái áo em đang mặc chị Giang Mai lấy rồi nha các chị yêu ơi. Bây giờ không thôi thôi mình không bán hàng nữa nhá, mình lại ba già bây giờ. Nhanh như ăn cướp. Thôi nhá, áo này 99.000 này. Ai 99.000 nhưng mà không bán hàng nữa đâu. Cho em nữa nhá, gọi em là em mất cái like của áo này đấy. 99.000 áo vừa xong, 150.000 bán rồi nhá. Bán rồi. Bây giờ chỉ buôn dưa lê thôi nhá. Chị Giang Mai ơi, em nhận được căm mừng rồi nhá. Hết áo rồi, chỉ còn một cái áo chị Giang Mai thôi nhá. Áo này My đang mặc là 99.000 này. Vụ bà già ấy, bà ấy vào cửa hàng bà ấy lừa ấy, buồn cười quá. Ôi rồi ôi, mọi người chia sẻ đi. Được nhá, em tắt like đây bởi vì em xem lại từ đầu đi. Em tắt like đây vì em còn rất phải nói với các chị là rất nhiều hàng để bọc để trả các chị cho kịp ngày mai, có khi tối nay em còn phải làm tối đến muộn mới được về. Đây, rất nhiều đơn đang chờ em bọc như thế này. Rất nhiều. Bây giờ em không có thời gian để buôn nữa. Các chị là muốn xem thì em sẽ tắt live stream đi để cho các chị xem lại từ đầu nhá. Để các chị xem lại từ đầu nhá. Thôi. Có khi cũng là một bà đấy đấy. Áo My đang mặc thì có giá là 99.000 nhá. Bây giờ thì sẽ không bán nữa. Ngày mai sẽ bán nhá. Buồn cười quá. Rồi ôi, thì chết mất thôi. Mà này, có phải là bài lấy của em 3 cái không? Bây giờ mất một cái nhá. Ôi giời ơi, tôi... Không ạ, không mất ở đâu bà. Bà cầm mỗi một cái bao thì bà cầm vào mà. Mình ngu ấy nhở, biết thế mình để cho bà cầm thêm một cái bao nữa vào nhở. Biết thế mình để thêm cho bà cầm thêm một cái bao vào đây cho bà lấy hết cửa hàng đi. Cho bà lấy hết cửa hàng đi để cho mình đỡ phải bán hàng. Áo này á, áo này kiểu như là len dệt ý. Chất mặc thích lắm. Ấm. Thế lại ấm mà. Ôi dồi ôi, buồn cười quá, cười rách hết cả mồm cả miệng. Chân váy này em đang sale còn 180.000 nhá chị nhá. Có màu này với cả màu này với cả màu tím. Màu này với màu tím này. Đúng không? Thôi em ơi, bà ấy già rồi, cho bà ấy ăn Tết chứ bây giờ lôi bà lên phường làm gì. Bà bảo là không có tiền thì mình bán cho bà cái áo len 20.000 thôi và cái áo khoác dạ là 30.000. Mình sẽ tính luôn cả cái chỗ ở trong bao kia. Chân váy mình đang mặc là 180.000, có màu tím và màu ghi nhá. Một tí màu ghi, và bây giờ mình sẽ không bán hàng nữa, mình sẽ tắt live đi nhá. Mình sẽ tắt live stream đi nhá. Để mình bọc hàng, nhiều hàng lắm, nhiều đơn lắm. Chào các bạn nhá, hẹn các bạn ngày mai mình lại live tiếp bán hàng nhá. Thế là áo này hết nhá các chị. Áo này 99.000 hết này. Em tắt live nhá, Phương lấy nhá. Ok Phương. Nhá, em chào các chị nhá. Cảm ơn các chị đã chia sẻ livestream. Các chị hãy chia sẻ cái livestream này thật nhiều cho em nhá, bởi vì các cái livestream bán hàng thì em không mong các chị chia sẻ nhiều, nhưng mà cái livestream này các chị chia sẻ nhiều giúp em nhá, em rất là buồn cười. Thế nhá, bye bye các chị yêu, hẹn ngày mai mẹ livestream bán hàng tiếp nhá.